Hãy ủng hộ bằng cách nhấp vào đăng ký kênh này ngay phía dưới clip. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vì đã làm tin, cứ ngờ rằng em sẽ thay đổi. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng, nhìn hiện tại anh không thể tin nổi. Nhìn người mình thương đang đi lạc hương, lòng mình đau ở trong quần thật. Xót lệ trong chuyện tình mình, giờ tùng động lại là giọt nước mắt. Thằng bạn anh khuyên đừng yêu em, vì sẽ nhận lại là niềm đau. Nhưng anh vẫn tin và hy vọng, chỉ cần trong tim mình có nhau. Tình cảm anh là chân thành, còn thứ em cần là vật chất. Mọi thứ đã xa thầm vỡ, từng ngày trôi qua mình lạc mất. Liệu bên đó em có âm im, hay sẽ lại buồn vì nó vô tâm. Cũng vì tiền mà em ghẻ hướng, với người bên em qua bao tháng năm. Tất cả đã ớt rồi em, anh không phải là anh chân đêm. Đã từng lì em nhưng giờ cạn rồi, kiên nhẫn chung anh có giới hạn. Chuyện tình mình em hãy quên đi, sống với những gì mà em đã chọn. Mong ngày gặp lại em vẫn sẽ thốt gầy gắm em vài câu thật ngắn gọn. Có thể em có tất cả tiền bạc danh vọng và nhà khâu, nhưng đổi lại hạnh phúc có kim, lý do em đừng hỏi vì sao. Em giờ đây đã thay đổi, em đã quay lưng bước cùng mấy kia. Em bỏ lại bao nhiêu nỗi nhớ, em định quên những kỷ niệm sau. Cũng vì vận chân mà em thay đổi, em đã sai thật rồi ngư ơi. Ngư thương đã đi lãng hương, anh và em không thể cùng bước, nên đành khắc họa vào thiên. Mình thấy nhau sẽ là tốt nhất, bởi có lẽ mình không hợp nhau. Em đến bên tôi chỉ mang nỗi buồn, và khiến cho con tim dừng tim đau. Nếu như có thể chọn lại, anh chỉ ước mình chưa từng quen. Đừng không vướng bận rồi thêm đau lòng, thì tâm trí sẽ không gối ghen. Thôi quen cũ anh sẽ quên dần, và tìm người tốt hơn cho tương lai. Để một ngày em sẽ hối hận, vì đã mất đi một bờ vai. Có duyên mình sẽ gặp lại, với tư cách là người từng thương. Chứ không thể nào quay lại lần nữa, vì tình cảm anh đã ngừng vương. Anh không thể nào yêu một người mà trong tâm trí toàn là vật chất. Em dừng lại đi đừng nổi thêm gì, vì hiện tại ta đã lạc mất. Anh đã từng nghĩ cố gắng vì em, nhưng ha ga đã là sai lầm. Vì trái tim em là sắt đá, người danh giá thì mới xứng tầm. Anh đi cho vừa lòng em, để bên người ta em không chướng mắt. Ta lướt qua như hai người lạ, và cứ tự do tháo gỡ nút thắt. Anh đi cho vừa lòng em, để bên người ta em không chướng mắt. Ta lướt qua như hai người lạ, và cứ tự do tháo gỡ nút thắt. Tạm biệt em nhé, chắc anh phải dần quên thôi. Vì anh không thể cho em những thứ em từng mong ước. Vì anh tay trắng nên em bước ra đi phải rồi. Vì anh chỉ có những đồng lương, thì sao dẫn bước cùng em đây ngự ơi.